Ok, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại trên mạng của mình là Fullmin đây. Và trong cái event này mình đã phát hiện ra được một cách để giúp chúng ta farm kinh nghiệm. Và trong cái sự kiện F1.5 kinh nghiệm này luôn. Nếu mà không có sự kiện này chắc là mình lợi với mình không tìm ra đâu. Nhưng mà hiện tại thì rất ok khi mà mình đã tìm ra được nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái háp đi trước. Đây, cái háp này anh em kéo lên tới cái tầng mà đây tầng cho là này. Đánh xong nó không mắc nhé, chúng ta chỉ cần tóm 6 cây và đánh 3 hàng. Và 3 hàng này sợ ánh sáng. Đấy, cho nên là chúng ta cứ cộng dead nào đó ánh sáng ra. Đấy, thì trong đây mình đạp cộng cái dead mà con Luwai phải gọi là xin sò nhất của đất này. Khi mà cái dead này, khi mà cái nít này nó chỉ có đúng 3 con Luwai, 1 con Antanai. Còn hai cái Ancient Guild kia là do mình tự lỗi ra. Nhìn cái dead thôi anh em thấy là chắc chơi rồi. Đấy, cho nên cầm cái dead nào cũng được, miễn sao nó có một con mà body nó 2k5 trở lên thôi. Và là 2k5 cũng được, bởi vì cái con cuối thì nó bút được lên 2k2. 2k2 là mát rồi. Bây giờ mình sẽ đóng luôn. Có khi nó sẽ bút lên cao hơn thì có đó tiền vào nhân phẩm. Nếu như mà sáng nay tôi đóng này cho nó chi có gần 15 gem hay gì đấy thì do nhân phẩm thấp hết, cho nên là do chúng ta không có được lưu qua trên tay. Đó cũng không phải lý do, nếu như anh em đem nhiều tấm mà nó ok hơn có đất lưu quay, hoặc là anh em đem theo chơi theo cái kiểu là gút tới chết như tôi chẳng hạn. Đấy, thì khi mà đánh với cái con đầu tiên này thì chúng ta không nên cắt liễu nó dọn, chúng ta nên cho nó làm gì làm, còn mình thì sẽ kiếm lưu quay trước. Đấy, roll one card, ok luôn, chúng ta đã có lưu quay rồi. Good. Anh xin riêu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ xung luai thôi. Cái tấm banner đó thì mình thêm vô cho đủ 20 tấm á, chứ không có gì đâu. Con nít này của mình chủ yếu là múa thì tôi bét thôi. Còn con nít chính của mình thì do chơi ngu cho nên là bay ạt rồi. Kệ đi. Nhờ đó mà mình mới có nít mới. Mà có nít mới thì chúng ta đã tìm qua được con đường đúng đắn. Hay là cái nít cũ là nick cũ là mình mua x1 tất cả, đó là nick đi cái đầu ngu của mình. Tất cả bóp mình đều mua x1 hết, cho nên bây giờ chả có nick nào chơi được. Trừ nick của chủ tịch kia. Đấy, rất là nhẹ luôn, chỉ cần có con Luai nó đứng trên sân thôi rồi mọi chuyện lo hết. Easy, vừa khích luôn. Ok, và đó là kết thúc cái video này. À chưa, phải cho mấy em xem kinh nghiệm. Đây, chúng ta có 6 cây và được 1k kinh nghiệm. Nghĩa là nếu mà chúng ta có 60 cây chúng ta sẽ được 10k, 600 cây chúng ta sẽ được 100k kinh nghiệm.